Sau khi mình vào phòng thì mình tiến tới mở cửa sổ để lấy ánh sáng vào phòng và quay lại phần giường của mình để chuẩn bị các mục giải giường. Tóc nhặt này, đúng không ạ? Đâu rồi các bạn đứng lui vào đây ạ? Nhìn hộ tôi ạ, nhặt các sợi tóc này ra ạ. Dọn dẹp, trải mới chăn, ga, gối, đệm cho những phòng khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. Đây là một trong những tổ hợp môn học của ngành du lịch khách sạn. Thay vì chỉ được thực tập vào 3 đến 6 tháng trong năm cuối đại học, giờ đây các em sinh viên có thể thực hành ngay từ những năm đầu. Bây giờ mình dạy và có phòng để cho các em ấy thực hành. Các em được sờ tận mắt nguyên vật liệu, các em ấy được trải nghiệm từng bước và các em ấy được làm, được nhìn mình và bắt chước mình làm. Sau đó thì mình nhìn thấy thành quả của mình ngay tức thì. Từ trước đến giờ em không nghĩ là làm một cái buồng của một khách sạn hoàn chỉnh nó lại nhiều bước đến như thế. Nếu như mà chỉ học trên lớp thôi thì em nghĩ em sẽ không trải được một cái giường hoàn chỉnh như thế này đâu. Tại khách sạn, từ lễ tân, lưu trú, buồng phòng hay nhà hàng, các em sinh viên sẽ lần lượt được hướng dẫn để có thể thực hành từ những việc nhỏ nhất. Các em học trên lớp, học những cái kỹ năng, tiêu chuẩn, nghiệp vụ nào thì các em ngay lập tức sẽ được về khách sạn thực hành của khóa, sẽ thực hành, thực tập theo các tiêu chuẩn đấy. Bây giờ thì có những em sinh viên năm thứ 3 mà đã được các cái khách sạn 5 sao là mời luôn về làm việc. Theo bà Hòa, không chỉ ngành du lịch khách sạn mà hầu hết các ngành học, nhà trường đều đề cao vấn đề vận dụng kiến thức và thực hành cho sinh viên. Định hướng 100% các em sau khi ra trường sẽ bắt nhịp với công việc mà không cần phải tập huấn lại.